đi du học rồi. Chắc phải nói lời tạm biệt em ở đây thôi. Anh nói cái gì? Tại sao không phải là học đại học ở Việt Nam? Chẳng phải anh đã từng hứa là em và anh sẽ cùng nhau thi đỗ học viện ngân hàng sao? Anh cứ học tiếng Anh. Gia đình anh cũng hứa hay học ngôn ngữ Anh để sau này lựa chọn một công việc phù hợp hơn. Nhưng mà... anh xin lỗi. Ừ, chỉ vì lý do đó thôi. Này, thế sao mày không học khoa ngôn ngữ Anh của Học viện Ngân hàng? Học viện Ngân hàng có khoa đó à? Stop! Học viện Ngân hàng là trường đại học đào tạo đa ngành đa nghề, không chỉ đào tạo ngân hàng mà còn đào tạo rất nhiều các ngành nghề khác. Thằng đầu đất này quay lại với người yêu ngay. Gan Lu Sơ, anh xin lỗi. Chúng ta cùng đi vào Học viện Ngân hàng nhé. Hết xong chưa? Này, ôm xong chưa? Ôm lâu thế, hết phim rồi. Đây là lịch làm bài sai của em. Anh sợ con người em rồi đấy.